Dạ Sumo, chiếc bụng không đáy. Hello, xin chào đại gia đình, chào mừng cả nhà lại đến với kênh Nga Sumo tiếp theo ạ. Ngày hôm nay của cả nhà như thế nào? Buổi sáng thì có lẽ là mỗi gia đình đều là thức dậy cùng với nhau ăn bữa ăn sáng, sau đó thì đưa con cái đi học, rồi vợ đến công ty của vợ, chồng thì đến công trường của chồng. Mỗi người mỗi việc đúng không ạ? Bác lao công buổi sáng thì quét dọn sớm, chú xe ôm thì bắt đầu đợi một góc đường nào đó để chờ khách. Cô giáo thì đến trường, thầy giáo cũng đến lớp, đưa những bài văn, đưa những trang sách, đưa những kiến thức gửi đến mầm non tương lai. Còn Nga thì vẫn như cũ, Nga đang đi tìm một cái món ăn nào đấy để gửi đến đại gia đình của mình. Nhưng mà trước đấy thì Nga sẽ gửi đến tất cả những khán giả thân yêu của Nga quang cảnh của một ngày nắng mới sau cơn bão vừa qua tại San Jose. Rồi mình sẽ đi chợ và cùng nhau đi tìm một cái món gì là lạ miệng nè, nhưng mà cũng không kém phần đặc sắc của thị giác, được không ạ? Vậy thì chỉ còn vài giây nữa thôi, đèn đỏ trôi qua. Nga xin phép cùng với đại gia đình của mình lăn bánh trên con đường ẩm thực nha. Let's go. Chào mừng cả nhà đến với một ngôi chợ. Thì ngôi chợ này thì cũng là bán rất là nhiều sản phẩm của Việt Nam và Trung Quốc. Chợ Marina. Bây giờ chúng ta vào bên trong nhé. Đây là ngôi chợ của Trung Quốc, nhưng mà cũng có rất là nhiều sản phẩm mặt hàng Việt Nam. Hôm nay Nga chỉ vào bên trong để mà mua một chút cá với thịt để mà chiều nay làm bữa cơm ăn cùng với gia đình. Sau đấy thì mình bây giờ cũng 11 giờ trưa rồi, mình đi chợ hơi bị sớm để kiếm gì đó ăn trưa, sau đó thì về chế biến bữa cơm chiều. Đặc biệt là bên khu vực phía chợ là vừa vào trước cái mặt chợ, mặt cửa chợ là mình thấy là bán rất là nhiều trái cây nhập. Ở đây cũng có bưởi nè, nhưng qua bưởi vàng. Rồi bom, quả táo, quýt, quýt ngọt. Đi vào bên trong chợ mua đồ nha. Nga sẽ mua rau, coi rau nào chấm chao ngon. Lấy một bịch rau cải. Rau này rau gì ta? Không biết luôn. Cải ngồng này chấm chao cũng ngon nè. Lấy thêm bó cải này nhé. Mushroom, nấm. Có cả măng nè cả gia đình. Bamboo. Rau nào cũng có luôn nhiên. Mình thấy rau mình thích lắm. Rau này là rau chết tươi rồi. À đây, rau gì đó quên tên luôn. Cái này thấy người ta bào ra để ăn vui lắm. Bào ra xong rồi ướp lạnh. Này tỏi ở đây thì người ta đã luộc sẵn như vậy. Tỏi này khá.
khá là đắt nha. Bên đây thì trái cây bày bán rất là nhiều. Trái cây luôn. Đậu ve này xào cũng ngon lắm nha. Đậu ve này mình về mình thái mỏng. Thái mỏng rồi mình xào với lại thịt bò á. Cực kỳ ngon luôn. Mình biết nó non không? Lén lén không có ai mình bóp cái đầu coi. Ê chà, già hơn tuổi đời của Nga. Cái gì vậy bà nội? Đây là rau, khu vực này có tiếng âm nhạc cho nên mình đi ngang qua thôi, lướt qua đời nhau nha cả nhà. Nhưng mà cái này dễ thương quá, xíu xíu. Cô qua xào trứng ngon cô ha. Hết ý ha, hết ý con bà bảy luôn. Ok, mình quyết định lấy cô. Cái này mình phải lấy hai vị và xào trứng mới ngon. Dạ, ok. Cô biết cái nào non non không cô, đừng có già nha con. Cái đó là gì ạ? Cô bắp. Thế thôi, cô mua trong tủ lạnh không quá trời rồi. Cái nào cần không mua vậy? Ừ, đúng rồi đó. Cái nào không già bằng tuổi con là lấy rồi. Đây. Lấy hai vị đi ha. Kẹp nó. Nhỏ nhỏ bao không mới ngon. Ok, mình ở trong tủ lạnh có trứng rồi, về xào trứng. Khu vực trong đây còn bán cơm nữa, có trứng trà nữa kìa, chi thanh xả, củng sao râu, tôm chiên bột. Trong đây khu vực thịt tươi sống nè. Đùi gà, cánh gà, chân gà nữa nè, mình không thích ăn chân gà nữa. Nhưng mà ngày hôm qua nhậu với bạn mình ăn chân gà rồi, có thịt ba chỉ thái sợi nè. Bắp bò nữa. Ồ, này là gì đó? Thịt đó bạn hương luôn. À, thịt heo luôn. Đây, mình mua một miếng thịt ba chỉ đó, bây giờ nấu cá. Thịt ở dưới đây cũng người ta xẻ sẵn rồi nè. Muốn ăn là cứ vô rồi. Đây, mình đi mua cá về kho. Biết ăn cái gì đây, cái gì kho tộ được ta, đây đa số là cá biển nhỉ. Ngay đây là cũng là cái chợ lần đầu tiên mình đi luôn á. Không muốn cá để kho tộ được rồi, chơi con cá chim này đi. Nhưng mà mình mới điện cho má mình, cá chim không kho tộ ngon, má kêu là cá hú là con này nữa. Ok. Hay. À, để mình coi thử con nào. Can you read this one? Yeah. Này con về con cá bao nhiêu tiền nha. Ok, 20 đô, 50 đô. Ok. Cut. Dạ, clean, cut. Ok, thank you so much. Khi mà mình lựa cá xong nhưng bây giờ là trà trắng như vậy. Sau đó sẽ cắt khúc. Làm sạch lấy cá của mình rồi. Hôm nay thì có rất nhiều cô chú Việt Nam qua đây làm việc ở trong chợ. Đây là có anh mà đang làm cá cho mình là người Mexican. Còn hai chú ở giữa, ở ngoài là chú Việt Nam. Chợ này thì khá là lớn. Bán rất là nhiều dạng nước uống rồi nữa. Ở nhà thấy không, cái bàn làm cá lúc nào cũng sạch sẽ như vậy. Mình đang nghe rất là thích. Mất cái đầu của con cá luôn. Amigo, xin cô ya. Cô tan xin cô.
Single. Obrigado, yeah? Mình nói, anh nói là cách 15 phút coi dài dài ăn cho nó phê. Ái sạch sẽ không phải nhau. Ok, lên thớt đi về. Giờ mình ra mình tính tiền là mình đi kiếm gì đó ăn nha. Về thôi. Đây thì còn bán rất là nhiều lắm. Bánh trái rồi luôn. Tính từ các loại bánh trái đều có luôn. Đang ngăn nắp và sạch sẽ luôn. Đây, nếu mà ở nhà muốn ăn đồ ăn Việt Nam thì khu vực mà Nam Cali và Bắc Cali thì rất là nhiều món Việt. Đấy, tha hồ mà mình có thể là chọn lựa luôn nha. Rồi, cho nên ở đây là thật ra mà nói là để nấu món Việt Nam thuần túy thì sẽ không có bằng đâu. Tại Nga còn được biết là theo cái nguồn nước và cái nơi sản xuất ra cái thức ăn đó nữa. Cho nên ở đây là tương đồng khoảng chừng 80-90% là quá ok rồi đại gia đình ạ. Giờ mình đi về nha. Báo cáo đại gia đình đã đến rồi nha. Ở đây thì bực mí ở nhà luôn là khu vực món ăn của Hàn Quốc. Đó, thì hôm nay là Nga xin phép đưa đại gia đình thân yêu đi ăn với Nga một cái món ăn. Nó là dạng là hơi súp súp, hơi sệt sệt, hơi thơm thơm, hơi ngon ngon, hơi nhẹ thịt. Có đậu hũ nha, nước súp nha. Cả nhà mừng thực ra là món gì chưa? Nga cũng biết tên luôn, bây giờ Nga vô Nga mới tìm cái tên của nó. Nhưng mà ở đây cả nhà nhìn thấy nha, rất là bãi đầu xe thì bật cái lốt rất là lớn nhưng mà xe cũng full luôn á, full kính luôn á. Hello, xin chào cả nhà lại đến với kênh Nga Sumo tiếp theo nha. Phải nói là lâu lắm rồi mình mới có một cái dịp mà về lại Mỹ cả nhà. Thời gian là mình rất là gấp rút luôn, nhưng mà ngày hôm nay Nga xin phép đưa cả nhà đến Daejo ăn món hàng nha. Ở đây thì có bếp, súp và kabi. Là gì? Mình đi vào bên trong mình order nha. Ở bên đây không gian của bếp á, không phải là mình muốn vào trong bếp là vào đâu. Cho nên á, mình chắc chắn sẽ không vào được. Nhưng mà mình cứ gọi đồ ăn lên rồi mình trải nghiệm nha. Khách ở đây rất là đông. Rất là đông, rất là đông. Mình phải get line. Order ở đây. Hello đại gia đình, đây rất là nhiều món nha. Hôm nay là Nga sẽ order thử cái ăn cái món thịt bò sống với trứng sống này nè. Đó là có giá là Nga order cái phần 27. Rồi bên đây thì Nga order cái phần đặc biệt. Đặc biệt này thì có giá là 75 đồng. Đó, mình tới đây chủ yếu mình ăn cái này nha. Đó, rất là nhiều món. Giờ mình phải get like nha cả nhà. Mình đã nhờ bạn nhân viên mở nhạc nhỏ cho mình thôi. Tại vì bên đây là không được quyền tắt nhạc, nhưng mà mấy bạn hỗ trợ cho mình mở nhạc nhỏ. Đó, nhìn ăn thèm không? Few minutes later. Hello cả nhà, đây chính là yuke. Yuke, món trứng sống mình sẽ ăn với lại cơm nóng. Cả nhà, bữa nay Nga thử luôn nha. Wow. So cute. I like it. Này, món này là món lẩu. Enjoy, thank you. Suyu. Ok, hai món rồi cả nhà. Bự lắm nha, những tay Nga là biết nó bự cỡ nào rồi. Wow, bây giờ là mình sẽ như vậy nè cả nhà. Trứng là trứng sống luôn nha. 100% là trứng sống luôn. Nghe thấy người Hàn Quốc ăn như vậy. Quấy cái trứng này lên.
cơm. Ăn miếng bọt sống nha. Thử cái vị trước đã, mời đại gia đình nha. Không mà. Kẹp cái này. Đây là hẹ. Này ướp năm nè. Hàn Quốc thì không thiếu được kim chi. Nhiều khán giả lắm nha. Cái gì nghe cũng ăn được. Tập thịt bò này xuống 100%. Nhưng mà truyền thống của người Hàn Quốc á là ăn được tươi sống, thịt bò sống, cá sống. Đông về. Cái này làm gì ta? Đổ cơm mà ăn, đúng rồi. Mình sẽ xin một chén cơm nữa. Hello? 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 Hello, give me one more. Yeah, thank you. Yeah, bye bye. Đậu vào nửa chén vào đây nha. Thôi chờ nguyên chén luôn. Ngon. Để ra tí nhờ bạn gái dọn. Này cả nhà nhìn nha. Mình sẽ nhúng cái hẹ này xuống đây. Người Hàn Quốc rất thích ăn hẹ với là kim chi. Cũng giới thiệu cả nhà luôn, đây có đồ ngủ non phải không, nấm này, bò, mình order cái loại bò đặc biệt, suất đặc biệt. Miếng canh. Đầu tiên là thử cái nước dùng đó. Đây cái nước dùng nè. Cái nước dùng như màu trắng đục của sữa vậy. Đây là đó. Thơm lắm. Nấm, mùi nấm. Tập ăn món Hàn. Người qua ở Hàn Quốc biết cách ăn. Người Hàn Quốc ăn rất là nóng. Bòi. Bò này Nga sẽ kẹp với một kim chi. Kẹp với kim chi nè. Nga thích ăn như vậy. Thôi mời lại gia đình nha.
đi chợ để chiều nay kho miếng cá. Thôi thì quá đói bụng quá mình ghé qua kia nè. Lớn lên cái hạt này tí mới mềm đi nha, sẽ ăn. Cái hạt ăn rất là tốt. Còn đây là củ cải trắng. Bắt đầu mình nhìn mình tưởng nó thơm. Người Hàn đã ăn như vậy đúng không? Cái tay này có tác dụng gì ta? Chắc là lúc mà nóng quá lỡ bị phun ra ngoài là lấy cái tay này cản lại. Mình sẽ múc một cái muỗng bự, ơi là bự. Bò rất là mềm, thực sự rất là mềm. Em móc khói mà. Nóng rồi. Chim chi bò ngon. Cái này phải kẹp miếng kim chi ăn mới ngon nè. Một cái phần lẩu này á dành cho 2-3 người ăn rồi. Nghe cực kỳ kết nước súp này. Ngoài ra còn ở đây có bò phô mai tan chảy nữa. Thì cả nhà biết đấy, phô mai thì bỏ lên một cái mâm bự cũng cỡ này. Bắt đầu bỏ phô mai lên. Bò ở dưới một lớp phô mai rất là dày, sau đó thì nhân viên sẽ bắn lửa vào. Ngon. Nha thử nhúng cái bò cho tôi ăn. Bò nó mềm không? Mềm nha. Ngọt lắm. Thịt bò ăn với dưa leo là lần đầu tiên ăn á. Mình ăn với một trứng cơm. Trứng cơm này rất là đầy. Ngon. Bán nó bự. Đủ chén nó bự. Hello, need one more fried rice. One more fried rice. Fried rice. White rice? Yeah, thank you. Mình thích cầm tay uống lên. Vô, vô cả nhà ơi. Ngon, thank you. Mà Nga phát hiện ra cái này á, nãy giờ Nga có tưởng củ cải trắng nhưng mà nó không phải là củ cải trắng. Nó chính là lê. Nó chính là quả lê á, đại gia đình ơi. Wow, ngon chưa? Mình là bữa nay mình sẽ ăn hết
sạch sẽ. Mời cả nhà nha. Lên ngọt liệm à. Cái này còn rất là nhiều luôn á. Nhưng mà đã sôi lâu rồi. Mời cả nhà nha. Tiếp tục bút bàn. Món hàng nha, nhưng mà thấy nhiều người Trung Quốc rồi em. Còn rất là nhiều bò nha. Rất là nhiều bò với nấm. Mình sẽ ăn hết ở trong đây. Nước súp rồi. Chiều nay á, mình mang cá ra kho. Kho với lại thịt ba chỉ. Cơm chiều chỉ đơn giản như vậy thôi. Rau luộc chấm chao. Bình thường nghe không ăn kim chi nha, nhưng mà ăn món hàng ăn kim chi nó hợp. Lại. Nhưng mà nghỉ không giờ nào nghe không biết. Tí hỏi thử. Ăn cuối mùa cây nước này á, có một cái vị béo của chi. Là kiểu như là chi là kiểu như là cái gì ta, cái gì mà phô mai á, đúng rồi.
Nước súp này là không thể bỏ qua được nha. Tinh túy nó nằm ở đây, mình rất là thích ăn những cái nước súp trong trong đục đục như vậy nè, như là một sữa đục vậy ạ. Mình chịu, người Hàn Quốc ăn cay ăn nóng thật, mình rụng răng luôn ấy. Thổi. Có mình ăn cho nên chơi luôn cả nhà nha. Yo. Cheese. Coi viên mèo quốc rồi đó, cầm cái kế, cầm như vậy. Uống gần rồi. Sao mà hai cái miệng sao? Ừ. Nhìn những diễn viên trong phim này là đáng yêu luôn á. À, có cái một cái nổi tiếng đang hot ở trên mạng đó. Nó là lòng bò nướng. Nào mình coi chỗ nào bán mình ra mình ăn nha. Tôi thích ăn bao nhiêu ký lòng bò nướng nha. Ok ok. Nhà thấy bốc khói không? Chờ mình hết cái này luôn nha. Nước canh này rất là ngon. Đổ vào đây. Đó, ở phần cuối này nó có chi nè nha. Béo và thơm. Tiêu rồi nữa. Thank you.
chậu gà. Chậu này đút bánh xèo cũng đỉnh lắm nha. Không ai thấy đâu. Mình ở nhà nha. Vô. Nếu mà cả nhà có dịp ở Mibitat thì có thể là ghé quán Daho. Ở trong cái khu vực này thì nó rất là nổi tiếng rồi. Đấy, chỉ cần cả nhà sợ và món Daho Mibitat là nó sẽ ra. Có nhiều chi nhánh lắm, ở Samatheo cũng có nữa. Đó là một cái trải nghiệm ra lần đầu tiên, trải nghiệm mà trong đời mình ăn một cái quả trứng sống mà. Mình ăn trứng hồng đào thì rất là nhiều rồi. Trứng gà nướng có, trứng gà lộn có. Vậy ở đây có cả nhà có ai ăn trứng gà lộn qua chưa ạ? Ngày trước Nga sống ở một cái đất nước nó cũng nổi tiếng về không có hột vịt lộn nha. Nhưng mà trứng gà lộn nó nhỏ chừng này thôi nhưng mà cực kỳ ngon luôn. Giờ để tìm hương vị đó cũng không có. Đó thì nhưng mà mình ăn những cái loại trứng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình ăn một quả trứng sống. Mà cái cảm giác của nó lúc đầu mình cũng hơi như mọi người suy nghĩ đó. Dạ đúng rồi, nó tanh không ta? Rồi với thịt bò sống nữa, trời đất ơi, cái món gì? Nó làm cho mình cũng hơi bị sợ. Nhưng mà mình phải vượt qua cái nỗi sợ hãi đó thì nó tan trong miệng cả nhà. Miếng thịt bò nó sắc sợi trộn với dầu mè thơm lừng luôn, bóp một chút gia vị mà nó lạnh nha, phải lạnh, bò phải lạnh và tươi đỏ âu luôn. Bên cạnh đó thì có quả lê thái sợi, cứ tưởng là cải trắng, nó ngọt, đó là những cái hương vị đó hài hòa kết hợp với nhau. Bằng chứng là ăn hết 3-4 chén cơm gì đó hết luôn vào tổ người ta. Đấy thì đó là một cái phần mà Nga trải nghiệm ngày hôm nay lần đầu tiên. Nhưng mà chắc chắn không phải lần cuối cùng vì mình mê món này rồi đó. Cũng như khán giả coi kênh của Nga, khi mà Nga ở Việt Nam ở đâu có lòng bò nướng ngon á thì giới thiệu cho Nga nha. Để mà Nga về với đại gia đình đi quay những cái món mà khán giả mong và khán giả muốn xem nhất thì có thể là bình luận trên kênh của Nga cho Nga xin, cho mấy Nga xin năn nỉ cho Nga một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ để mà Nga có động lực làm những video tốt nhất, chân thành nhất và cố gắng nhất dành đến đại gia đình thân yêu của Nga. Cũng như câu Nga Sumo nói, không phải là thức ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích, quan trọng mình ở đâu và ngồi với ai. Chào cả nhà và hẹn cả nhà trong những video tiếp theo. Love you. Giờ mình sau khi mà mình đi chợ rồi để ghé đây ăn trưa thì bây giờ phải về để mà kho cá. Vất vả lắm cả nhà ơi. Bye bye, tranh thủ về nhà thôi. Và tổng món đơn của ngày hôm nay là 113. Đây là cái phần địa chỉ nha cả nhà, ghé hô nào mới đi tắt nè. Cả nhà có thể search lên ha, TikTok là 95035. Xin chào và hẹn gặp lại đại gia đình thân yêu của Nga nha. Love you. Cảm ơn đại gia đình đã yêu quý kênh Nga Sumo nha. Và nếu mà được thì xin cả nhà hãy cho Nga một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Love you.